ơn anh Trung. Quý vị có lạnh không ạ? Không lạnh không? Hơi hơi. Bây giờ, bây giờ phải hô thêm khẩu hiệu nữa thì mới nóng phải không? Đó. Mà hô khẩu hiệu đó, chúng ta giơ tay lên quý vị cho nó khí thế, nhá. Khi mà quý vị lặp lại 3 lần là chúng ta giơ tay lên. Đá đạo Việt Nam! 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 Đá đạo Việt Nam!